Bảo bảo một ngày ăn toàn đồ màu hồng. Ê, hả? Mấy bạn thử thách mày một ngày làm toàn màu hồng kìa. Một ngày màu hồng? Tóc hồng rồi nè. Ok chơi luôn. Trước tiên là biến hình cái đã. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Lộn rồi, đừng có quay nữa. Lại một lần nữa. Lên đồ xong thì em lên Shopee Food để đặt đồ ăn, chứ làm gì có quán nào phục vụ tại chỗ. Ui giá, sao giờ này còn chưa ai giao đồ ăn nữa? Thì em đang đặt nè, từ từ đi. Em đang sang voucher 1k cho Shopee để muốn mua đồ cho nó rẻ. Sau 7749 tiếng thì em đã nhận được đồ ăn rồi nè. Chiều lòng mọi người, cho nên em đặt từ món mặn tới món ngọt không thiếu cái gì. Thật đơn hôm nay có bánh macaron nè ha, bánh kem nè ha, sữa dâu đựng trong bình trái dâu nè ha, ché trộn mối hồng đựng trong hộp màu hồng luôn. Đầu tiên khai vị em sẽ ăn món ché trộn. U là trời, cái chén nước chấm ở đây nó đỉnh, đựng trong cái hộp màu hồng xinh xỉu. Ché trộn mớ thơm thì khỏi phải bàn luôn, quá là ngon. Nước chấm hào quyện với lại ché ăn nó đã cái nư. Kế đến là em sẽ ăn tới bánh macaron. Thì hình thức thì em nó quá là xinh, nhưng bánh hơi bị ngọt. Ăn nãy giờ cũng hơi khát nước nên là uống nước đi ha. U là trời, cái bình đựng trong trái dâu màu hồng đúng chủ đề hôm nay luôn. Sữa dâu thì không có bị quá ngọt, rất là ưng luôn. Cuối cùng là xơi tới bánh mì thanh long phô mai tan chảy. Tao nói cái vỏ bánh nó cũng màu hồng. Vỏ bánh mì thì mềm, phô mai thì béo. Sắp tới Halloween, mọi người nhớ lên Shopee săn voucher 1k nha. Mãi yêu.